Hello cả nhà. Hôm nay bên Huyền là thứ hai các bạn. Tôi mới đem cái ớt vô nè. Đó, mà bên Huyền hôm nay là mưa tầm tã, mưa từ hồi nguyên đêm tới hôm nay luôn. Dự báo là sẽ mưa liên tục một tuần đó các bạn. Thấy nguyên tuần sau là mưa không luôn á. Thì Huyền định ra ngoài Huyền lấy cái mình chỉ để đỡ gì với lại cái bọc gì ha. Mình ra ngoài Huyền lấy cái chậu kia mình trồng nó vô để mà mình dưỡng nó lại. Thật ra đây là nghe tiếng mưa hết các bạn ha. Đó, các bạn thấy mưa không? Mưa quá chừng luôn á. Có chảy không con? Ủa, hứng sắp đầy luôn. Trời ơi, Alex kìa nè. Giỏi dễ sợ, Alex hứng sắp đầy luôn á. Đổi đi. Hai chỗ luôn á. Bây giờ con đổ nước đó đi. Lấy thêm cái hứng nữa đi con. Mua đi. Hai cái. Hôm nay mẹ con Huyền bận đồ cặp nha cả nhà. Mẹ con Huyền bận đồ cặp nè cả nhà thấy không? Xấu mà làm hề nữa trời. Huyền định ra ngoài vườn Huyền lấy cái chậu vô đang để cái ớt á. Mà mưa quá các bạn thấy không? Ra đây thì các bạn sẽ nghe mưa lột đột ha. Còn trong nhà thì im ru rồi. Hồi hôm qua trời ơi Huyền về các bạn ơi, Huyền bị nó ghim người á, nó nhức mỏi luôn. Huyền đi Huyền coi vậy nè, Huyền không dám thẳng ra, giống như muốn cảm cúm á. Xong cái Huyền uống hai viên thuốc sáng nay khỏe ru liền luôn á, chứ hôm qua là cái người nó muốn bệnh dễ sợ luôn á. Huyền thấy cũng có nhiều anh chị nhiều bạn á khuyên Huyền á là đừng có lấy. Làm đừng có quá sức á. Huyền cũng biết là Huyền làm quá sức á các bạn, nhưng mà tại vì Huyền thích đúng không, cho nên là Huyền làm mà giống như là làm chưa từng được làm. Cái kiểu gì các bạn đó. Xong rồi á Huyền đi rừng á, đi thì mấy cây số cũng sao á, mà Huyền đứng cuối tuần á, đứng nguyên 3 ngày cuối tuần liên tục á, trời ơi ngồi về nó rêm á. Hồi trước thì không có, nhưng mà bây giờ sau này mình càng lớn tuổi á, mình cũng cảm thấy là cái sức khỏe của mình nó cũng bị tụt chốc á các bạn. Tối mình về cái mình đi anh Hùng nói sao ra em giống bà già quá, cái kiểu mình nó bị cảm cúm, nó ớn lạnh rồi trong người mình nó nhức mỏi á các bạn. Vậy mà mình uống hai viên thuốc cái mình khỏe liền à, hay thật chứ. Mở cửa ra đổ ra. Đổ ra. Mình tưởng nó là hôm nay là bệnh luôn ở nhà, Hùng định ngày mai nghỉ bữa nữa đó. Xong sáng nay thấy khỏe ru, mới dẫn Alex đi siêu thị về. Sáng nay như là không có gì vậy. Công nhận hai viên thuốc nó hay thiệt. Thuốc cái loại mà thuốc Paracet ở bên đây các bạn. Bệnh gì cũng uống thuốc đó chứ, mà công nhận mình thấy hay á. Uống hai viên vô bây giờ khỏe như là chưa có bệnh, chưa có gì luôn. Hello cả nhà. Hello các bạn. Hôm nay bên Huyền là thứ ba rồi. Hôm qua thứ hai Huyền quay cho các bạn chút xíu gì đó, rồi xong rồi Huyền tắt luôn, Huyền không có quay gì thêm nữa. Trời mưa quá các bạn, định ra ngoài vườn lấy mấy cái chậu vô để làm thì mưa quá cho nên là Huyền không có ra. Mà các bạn biết không, dự báo thời tiết bên Huyền là Huyền thấy đâu cỡ 10 ngày trở về sau là nó cũng mưa dầm luôn á. Thì hôm nay tụi Huyền nghỉ một ngày các bạn. Hôm qua Huyền nói với các bạn á là Huyền khỏe rồi á, Huyền không có thấy trong người nó bình thường á. Huyền bệnh Huyền muốn đi làm, nhưng mà ngộ lắm anh Hùng, anh muốn nghỉ. Đó thì thôi, nghỉ xả hơi bữa luôn ha. Thì giờ Huyền xếp đồ, mà vừa mở tủ ra thì cái con này nè. Các bạn coi nó kìa. Trời ơi, đi ra. Vừa mở tủ ra cái bả leo vô trỏng kìa. Chết rồi, lông lá không tiêu rồi. Wow, ngoài trời mưa lắc rắc ha. Cái chậu hoa này của Huyền vẫn còn nở nha. Thôi xài lâu dễ sợ luôn á. Nè. Đó, các bạn có thấy mưa không? Nghe tiếng mưa không? Gió nữa. Cây đào của Huyền nó rụng trái quá nè cả nhà. Không làm gì được á, mưa gì á, cái Mr. Hùng nó làm biến quá, thôi nghỉ. Đó. Đây nè.
Mr. Hùng mới đi chợ về nè. Giỏi ghê chưa? Cái cây không. Ui, bên là. Huyền mới mua được một cái loại mì á các bạn. Nó để là super spicy, nghe là siêu cay luôn á. Huyền với anh Hùng sẽ làm thử. Tha lắm. Huyền với anh Hùng sẽ thử coi. Thách thử coi đây nè. Chút nữa ăn cho các bạn coi thử nghe cay cỡ nào ha. Huyền không biết là nó cay cỡ nào. Cái này lần đầu tiên Huyền thấy nè. Mấy cái hôm trước thì Huyền có ăn cái loại mì cay của Hàn Quốc, cái loại kia rồi các bạn. Hình như cái này cũng của Hàn Quốc luôn á. Dạ. Cái này cũng của Hàn Quốc luôn chắc. Ờ, của Hàn Quốc luôn nè. Đó. Thì Huyền thấy cái loại này là nó cay nhất nữa. Thì để thử nha. Huyền mua luôn nguyên một thùng luôn các bạn. Thùng này nó có 20 gói ha. Cây. Nè, ba mua cái cây quá trời nè. Giữ sức cho hôm nay ở nhà, giữ sức bữa coi. Bươm me hả? Ôi trời ơi, nhìn cái kiểu chắc chua lắm á. Nhìn cái kiểu này chắc chua lắm á. Nếu mà chua cái mình cắt ra, mình xóc muối ớt các bạn. Nha. Nè. Trái này ở Việt Nam gọi là trái mận nha các bạn ha. Trái mận, mận Hà Nội phải không? Cái kiểu giống vậy các bạn, nhưng mà bên đây cái loại này nó to nè. À, nho này nè. Nho hôm bữa em mua ở trong spa nó ngon lắm, không biết loại này sao. Anh Hùng mới đi mua mấy cái này cho Huyền nè. Để Huyền thử. Huyền thử trái mận nha các bạn. Tại vì Huyền cũng thấy có nhiều bạn ở trên Facebook á, ăn cái này xong sốc với lại muối tôm á cũng ngon lắm. Huyền thử cái này nó ngọt hay nó chua. Không thấy ngọt có hết vậy. Thấy vậy mà nó ngọt lắm cả nhà. Ngon lắm anh. Thấy anh cũng chua cho nên không mua nhiều. Bán nhiều dữ lắm. Ngon quá trời luôn. Không. Anh Hùng, anh ăn cái này anh bị ngứa cái miệng các bạn. Cho nên anh ăn trời ngon quá. Rửa bỏ ra cái rổ. Hôm nay tụi Huyền sẽ thử thách ăn cái mì này nha các bạn. Nè cái loại này nè. Các bạn có thấy không, cái loại này là Huyền đã ăn rồi á. Cái loại này là mì khô. Còn cái này là mì nước nha các bạn. Đó, mì nước ha. Thì Huyền thấy nó để cay nên thử coi nó như thế nào. Thật ra Huyền cũng ăn cay được nhưng mà cũng không quá giỏi ha. Đó. Các bạn thấy ở trong cái gói mì này nó có để có nấm nè, thấy không? Thì đây, tăng tăng. Huyền chọn những cái nấm ngon nhất. Cũng không phải ngon nhất các bạn, Huyền chọn lại những cái nấm nhỏ nhỏ nè. Đó, hồi nãy đi hái đây ha. Thì để Huyền xẻ ra xong rồi Huyền sẽ nấu chung với đó cái đó ăn. Ở đây Huyền có tôm nè, xong rồi với chả cá. Lấy mới đi hái súp về, lấy đói bụng. Mới tắm xong hả Lấy? Mới bơi xong hả? Wow. Anh gì nói cô chú coi thôi. Miếng đất gì đây? Wow. Cá đậu nữa hả? Ngon dữ. Cô tây, thịt bò. Bella. Hãy nghe. Hãy Bella. Là mới ăn xong nữa nè. Lên ngồi mấy bữa đây mưa. Mưa Bella đâu có dám ra ngồi ha. Ở trong nhà không à. Ngon quá ta. Ồ, cái này nó có hư không nha. Ngon hả? Ngon tuyệt vời không các bạn. Đó thì hôm nay Huyền chọn những cái nấm nhỏ nhỏ vậy nè. Nè nó mới nhú không á, ngon dễ dễ sợ luôn á. Ôi trời ơi, sao mà nó ngon dữ vậy? Đẹp không à? Ừ, đẹp không à, tuyệt vời. Đó, ngon nè, đâu hư gì đâu ha. Ừ. Cái này coi.
toàn là nấm ngon không anh. Đó các bạn thấy không, nó chỉ vàng ở dưới gốc thôi. Ngon quá. Ngon ha. Thì em sẽ nấu cái nước, em bỏ súp vô. Okay. Cắt ra gì thôi, không có cắt mỏng quá. Trộn không hư miếng nào luôn á các bạn thấy không? Quá ngon luôn, cái này không biết có hư không nè nha. Ồ nè, ở đây nè. Đó. Các bạn thấy không nè? Ừ, bắt đầu nó đục vô rồi đó. Đó, nó đục vô thân nè. Ủa anh thấy con này nó bò nè. Đúng rồi, giống như con dồi ở trong mấy cái trái cây á. Đó, thì bây giờ mình sẽ cắt như thế này đây. Giống như mình ăn mấy trái mận đó các bạn. Đúng rồi. Đó, mình ăn mấy trái mận đó nè, hết rồi nè. Cái này Bella đâu có ăn được đâu mà Bella theo Bella xin ta. Đó. Không có tiếc ha. Huyền không có làm chậm chậm được các bạn ơi. Cái tay Huyền quen làm nhanh rồi, mình làm chậm chậm cái thấy nó lộng cộng. Tại cái này Huyền làm chậm chậm cho các bạn xem á, trong Hùng quay á. Trời ơi, muốn cái này cả nhà. Đã không? Không hư gì luôn á. Trời ơi, sao khỏe dữ. Bây la cái đòi gì vậy? Ngon lành. Ngon quá trời ngon nè các bạn nè. Ừ. Ok. Ồ, nóng này hai đứa ăn ngon lành luôn. Ừ, còn đây hai cây nữa nè. Ồ, cây đó cũng đẹp quá, ngon quá trời ngon luôn à. Các bạn coi nè, nó không có hư gì luôn á nè. Ừ. Nè. Thấy không? Cây này là Alex hái nè. Đã chưa? Ở trong cái gói mì này là nó có để nè các bạn. Đây là cái bọc này là bọc cay nè ha. Cái mì này là, cái mì này cái cọng nhỏ hơn cái mì hồi nãy mình ăn ha. Cái mì con gà đó thì mình bỏ vô đây nấu luôn cho nó nhanh. Gói mì này nó có hai bọc à, bọc cay với bọc con rau củ. Cây đó ha. Ồ, trời nó đỏ chét luôn. Ăn quá luôn à. Tôm vô nha cả mọi người. Tôm vô. Cái tôm này hôm bữa bỏ ra cái nó hơi bị đen đen á. Giống như hết bớt cái tươi á. Đó, mình sẽ cho chả cá vô. Wow. Trời ơi, cái này em với anh ăn cái hành hông luôn á. Hành này chúng ăn lẩu luôn. Hành hông mà để gì rồi em anh múc ra là xếp ra miệng tô ta. Nghĩ miệng tô hả? Tô mì này nè. Sáng giờ mình ăn gì vậy ta? Ăn gì đâu. Ở sáng giờ em ăn gì? À em ăn lạc vặt, lạc vặt. Ăn khô bò. Đó cả nhà ơi. Đông 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 đông. Cả nhà ơi, thấy cái màu nó hấp dẫn chưa?
Mít tôm hùm đâu? Này, nấm à. Hay tôm nha. Mì có tôm nè, có chả nè. Cả nấm nè. Ồ nấm nhìn giống mực của em. Ồ nó dai lắm. Mấy em ra ăn xào. Wow, coi cái màu của nó này chắc cay dữ lắm nè. Đây nè. Bây giờ mình ăn thử coi có cay không nha các bạn. Mời cả nhà nha. Thôi nè các bạn ơi, nhìn nè. Palisade. Nhìn nè cả nhà. Hấp dẫn rồi ha. Là hấp dẫn. Wow. Bây giờ thì tụi Huyền mời cả nhà mình ăn rồi. Ha. Ăn thử nha các bạn. Mời cả nhà. Nuốt vô nó mới cay chứ mà trên cái miệng nó mới cay. Thấy không? Cũng cay vừa thôi. Cay em. Sao em thấy nuốt vô cái này có, nó sẽ có dễ bị sặc lắm nha các bạn. Tại vô các bạn nó cay nó gắt ở trong đây nè. Cho nên là các bạn ăn nó dễ bị sặc lắm á, ăn phải từ từ á. Ngủ nha em, mì nó nằm trên cái lưỡi của mình nó không có cay nhưng mà khi mà nuốt vô đây mình mới cảm thấy gắt thấy cay ha. Dễ sặc lắm á. Rồi bây giờ mình ăn cái nấm thử nha. Nấm là các bạn coi này giống giống mực ghê không? Huyền phải đi lấy ly nước. Ngon quá em. Nó ngọt, nó ngon quá trời luôn nè. Mời các bạn ăn nấm. Tuyệt vời luôn. Anh ăn lơ mơ và chừng anh sặc đó nha. Không cay đó các bạn ơi. Cay lắm á. Hình như em có cảm giác nó cay ít hơn cái kia á. Để ăn thử sao coi. Mềm ngon dai. Ngon lắm. Mà một gói cũng nhiều quá hả? Dạ. Để mình ăn thử cái chả cá nha. Mì Hàn Quốc á, mình thấy nó làm nhiều lắm. 120g một gói nha các bạn. Còn mà mấy cái mì Việt Nam của mình á, mình thấy á, có 65g, 80g rồi. Ngon. Nhận. Cái nấm ngon quá cả nhà. Các bạn ăn thử mì nước như vậy đi nha. Ngon lắm. Nhưng cái nấm nó ngon hay sao á. Đúng không? Đúng không? Giòn chứ em. Sao mày ăn cái nấm này nó sọt sực, nó giòn. Anh biết sao? Tại hôm nay mình cắt cục bự. Hôm bữa mình cắt cái mỏng mỏng á thì nó giòn, cái kiểu giòn mềm mềm. Còn nay nghe bụt bụt luôn các bạn. Nó không có cay. Nó gắt cái cổ. Mình thấy nó không có cay. Cái mì kia cay hơn. Mì khô đúng không? Mì khô cay hơn. Đó là cái mì khô cái vị nó ngon hơn cái này nữa các bạn. Cái mì khô nó cay á, là khi mình ăn lên trên miệng là nó đã cay rồi. Mà còn cái mì này này mà ăn lên miệng nó không thấy cay. Nhưng mà khúc mà nuốt xuống á thì cái cổ mình nó gắt như là nó cay. Nó gắt nó muốn sặc các bạn. Cái khác chút xíu. Nhưng mà mình cũng có cảm giác nó hơi nóng nóng với vành môi rồi. Cay. Anh muốn ăn cái cay đó không? Em có cái chai tương ớt nè. Xịt vô chút không? Cay cay quá đủ không? Ngon. Nhận mì này ăn có đầy đủ nè. Có nấm nè. Có tôm nè. Có chật cá nè ha. Nước nó rất là ngọt luôn. Cái này nó hơi làm cho Huyền thất vọng chút xíu tại nó để là quá super spicy các bạn. Thật ra với Huyền thì thấy nó cay được thôi chứ không quá cay. Không, anh nghĩ nếu mà cái mì này mình ăn khô á giống như là mấy bữa mình ăn á. Nhưng mà cái loại này mì nước. Nhưng mà mình làm nhưng mà ăn khô á thì nó sẽ cay dữ lắm á. Nhưng mà nói gì nói ha, cái nấm này nè, quá tuyệt vời nha, quá ngon luôn. Xào cũng ngon đó các bạn, ngon thật. Nhưng mà nấm cái kiểu như mà ăn lẩu kiểu này cũng ngon. Ngon. Trời, bữa nay vô cái rừng nó trúng mánh luôn nha các bạn. Dạ. Quá trời quá đất luôn, dễ mò giờ mình không có biết ha.
Lần đầu tiên tôi hiện đi bên đó. Cho nên quá trời luôn. Trời còn cái nào cái đó nó bự gì nó hư các bạn. Cái điện thoại mình hết pin không quay được. Nó hư nhiều dữ lắm các bạn. Nấm nào nó nấy nó bự vậy nè, hơn cái bàn tay của mình. Muốn sao? Tôm giòn. Đây nó rõ, giòn. Dạ. Sắc cục bự bự vậy ăn đã mấy bạn. Ngon. Ăn ngon nấm rơm mình nhiều. Ngon hơn là hồi bữa em xét mỏng mà xào ha. Xét bự này em đã mà. Hồi giờ ăn mình sẽ ngán chứ mình ăn kiểu vậy thì nó không có ngán. Công nhận cái nấm này nó ngon gì đâu luôn á. Ăn mà cái miệng khen không ngớt các bạn. Mấy chị mình quen ông bạn người nó quy á các bạn. Ông đó là cũng thợ nấu ha. Ông nấu mấy cái nhà hàng là xịn lắm á, nổi tiếng không á. Vợ chồng cũng phái đi hay súp dữ lắm. Súp này nè. Mà kể mấy năm nay rồi nó ngon dữ lắm. Nhưng mà mình chưa bao giờ ăn. Năm chưa bao giờ hái được á. Năm nay lần đầu tiên nè. Lần đầu tiên mà đi hái mới ăn nhiều như vậy nè. À, tụi Huyền cũng đi hái nấm là 2 năm trước rồi ha, 2 năm dịch đó là bắt đầu tụi Huyền tập đi hái nấm. Nhưng mà mấy năm đó thì tụi Huyền cũng đi cái rừng đó các bạn, không có một cái nấm này luôn á. Không. Nấm này nè. Nhưng mà sao năm nay nó lại lên á. Năm nay thì nhiều. Ngủ, ngủ. Mà năm nay thì thấy mấy cái nấm này không thấy mấy nấm kia. Đúng rồi. Lạ vậy. Ngon quá. Mà còn nhận mì này ngon. Ngon hả? Sao em vẫn thích mì khô hơn ta? Không, ngon đó. Ngon. Huyền nhận thấy cái mì kia nó ngon hơn. Cái giò nó có súc mới ngon nè. Chứ mà ăn không thì ngán lắm. Ăn vô thì cũng thường thôi. Nè, súc chết dữ. Ngái nhiều lắm, chứ tại em ăn hết rồi. Quá trời luôn nè. Ngon hai cũng hơn 5 ký đó. Mua máng ký á. Cái giỏ của anh mà nè. Xách không nổi. Xách đi mà ngồi nó mỏi tay luôn mà. Cái bọc mà em vừa hái á, hái xa rồi có khoảng 5 ký á. Nó mà ở trong nó còn nhiều lắm á. Đáng lẽ là không có đi á các bạn. Mà Mr. Hùng sung, Alex về cũng sung nữa. Do bên này có mưa nhiều nè. Đáng lý là không có đi. Nhưng mình siêng quá cho nên đi luôn. Từ mình đi mình có thể thao nữa đó. Mà các bạn biết không, cái cảm giác hái nấm nó còn sướng hơn là ăn nấm. Khoái rồi lắm ha, vui lắm. Cái cảm giác hái nấm nó sướng hơn ăn nấm nhiều luôn á, thiệt. Vui lắm, vui lắm. Tìm được cái nấm trời nó vui. Mà các bạn vô trong đó là ngắm cảnh đẹp rồi đó. Ở đây chẳng phái quá trời à. Rủ vô đi đâu, rủ vô rừng anh chịu liền à. Hôm nay ngày mai đi nữa. Nó rủ ngày mai tụi mình đi nữa các bạn. Để coi ngày mai tụi mình có đi không? Đi cái hướng khác tiếp. Rừng ở đây cái nào cái nấy nó cũng rộng á các bạn. Các bạn đi một ngày thì nó không có giáp. Nếu mà mình đi, mình vừa đi, mình vừa tìm á, chắc đi khoảng 2-3 ngày thì nó mới hết cái khu rừng đó anh ha. Bự lắm. Mà nó nhiều nơi nữa. Chứ không phải một chỗ. Cái chỗ mà các ông bạn anh Hùng chỉ á, tụi mình chưa có đi á. Tại vì chỗ đó tụi Huyền chưa có biết lần nào chưa á. Ông nói lắm. Là tụi Huyền chỉ biết là cái con đường đó thôi. Nhưng mà chưa biết nó nằm ở cái khúc nào cũng vậy. Cái rừng đó là chắc phải có thời gian á. Tụi Huyền đi tìm. Nó cũng gần nhà mình này khoảng 10 cây ha. 10 cây số vậy. 10 cây á. 10 cây số. Còn cái chỗ mình hái bữa nay thì 5-6 cây à. Cách 5-6 cây số. Anh ấy giòn. Giòn thực thực. Ngon quá nhỉ. Anh em dám hút không? Ai mà hút hết là người ta thấy ha. Trời ơi hút cái này chắc. Không nổi đâu. Nhưng mà công nhận nấu cái súp này này các bạn, cái nước nó ngọt gì đâu á. Nó ngọt súp á các bạn. Còn nhiều lắm hút không nổi đâu. Kỳ lắm. Rồi dám liếm không? Thử không? Thôi. Cái nước nó ngọt không em? Quá ngọt luôn. Như người nói với các bạn đó,
mới đầu mình đi rừng mình sợ lắm. Khi mà mình đi được rồi mình biết trong đó nó cũng an toàn, nó không có cái gì á, bắt đầu ghiền các bạn. Mới thì, đi rừng dám ăn luôn. Rừng, rừng ở Nui nó không có cái thú dữ các bạn ơi. Mà mình thấy có nhiều cái rừng á, ví dụ như trong đó có con gì cái người ta để. Anh nhớ cái rừng ở trên CN không? Đúng rồi. Chung là hồi nãy đi mà mình đi mình không muốn về luôn á. Mê luôn ha. Ồ mà đi Alex này. Mà mình thấy trời mưa trời tối rồi mà mê các bạn. Cũng biết mê sao? Mê đi không? Cảm giác hái á. Tại vì mình thấy nó quá trời luôn mà tự nhiên bỏ đi xin nó uổng. Tại qua ngày mưa có thể là mưa lớn quá mình đi không được nó sẽ bị hư các bạn. Uổng. Không cái tôi cái chỗ đó còn nhiều dữ lắm luôn. Quá nhiều luôn á. Nhưng mà một đống đó mình chưa có thời gian làm nó còn để. Quá tuyệt vời các bạn ơi. No quá. Nhưng mà đó cái này nó không có như mình nghĩ nha các bạn, nó không như mình nghĩ là nó sẽ cay nha. Cái thử thách này thấy hai cái mì mì nào cũng ngon hết á, ăn kiểu nói chung thì rất là ngon. Nó hơi gắt cổ thôi chứ không phải là nó làm cho mình cay mà xé lưỡi không có gì các bạn. Không nhưng mà nấm á đóng một vai trò rất là quan trọng nè. Ngon quá trời luôn. No rồi các bạn. Ok ơi. Thì thôi tối rồi. Tụi Huyền tạm biệt các bạn nha. Ok. Cảm ơn các bạn đã đón xem gia đình nhỏ ha. Ráng theo dõi, bấm subscribe. Là mặt đáng yêu đi. Bấm like. Tạm biệt các bạn nha. Ok, tạm biệt các bạn. Bye bye. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt cô chú.